Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cổ động viên Việt Nam tại Nhật Bản không thể có mặt cổ vũ cho đoàn Olympic nước ta. Tuy nhiên, với mong muốn gửi những lời động viên từ xa, những người Việt sinh sống tại Nhật Bản đã gửi thực phẩm cùng với nhiều lời chúc yêu thương đến đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. Ngay khi đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị khởi hành tham dự Olympic, hội người Việt tại Nhật Bản bao gồm những người đang sinh sống và làm việc tại Tokyo cũng như các tỉnh lân cận như Kanagawa, Chiba đều đã náo nức chuẩn bị thực phẩm và những món quà ý nghĩa. Từ những bức tranh ngộ nghĩnh, những lời chúc đầy dễ thương gửi tới đoàn thể thao Việt Nam đã khiến các vận động viên, huấn luyện viên xúc động. Mặc dù đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic không đạt được thành công như kỳ vọng, nhưng tình cảm của người Việt tại Nhật gửi đến đoàn thể thao Việt Nam đã thể hiện sự đoàn kết và tinh thần Việt Nam lan tỏa khắp nơi.